ai có nhu cầu mua nick Liên Quân Free Fire, quân huy giá rẻ kèm nhiều vòng quay lật thẻ may mắn thì ghé shop.star.com, ở đây cái quần quay gì cũng có. Nhớ vào đúng đường link bên dưới phần mô tả nhé. Cụ ơi, em vừa quay sờ kín huyết ma thần 2400 quân huy, chơi thử ạc em một ván nha. Ok, chơi thì chơi, không lẽ tôi sợ chắc. Đầu tiên là phù hiệu thì mấy bạn nên dùng bộ như mình nhé. Còn cái nhánh phù hiệu này bây giờ không hợp cho Violet nữa. Nó chỉ hợp cho những tướng có 3 chiêu lướt liên tục. Trước đây thì Violet khi dùng chiêu một xong mình vác súng chờ nghênh chiến để lúc giao tranh bắn phát rồi hồi chiêu một bắn tiếp, có nghĩa nó lộn được 2 lần. Bây giờ lộn có 1 lần thì dùng nó rất lỗ. Đấy là theo châm anh thôi, mấy bạn thích gì dùng đó. Nói đến phần skin này thì nhiều bạn fan Violet rất thích, vì nó cũng khá hiếm do lâu rồi gà rán mới mở bán lại, đã vậy giá còn chát nữa chứ. Thấy nhiều bạn comment bảo skin này mượt nhất, mình thấy nó cũng mượt thật, ít độ khựng hơn so với skin nữ đặc cảnh. Về tạo hình thì gọn gàng sạch sẽ, thiết kế đẹp, nhưng mình chỉ không thích tông màu vì tối quá thôi. Chơi Violet thì mấy bạn phải biết cách ép team bạn ngay từ đầu nhé. Bình thường cứ bắn tay, hồi chiêu là lượn lên bắn tướng cứu lặp lại, như vậy hiếm có xạ thủ nào chơi lại. Vì tầm đánh con này xa mà cấu rỉa mạnh từng phát, lưu ý chỉ nên cấu rỉa rồi lùi, không nên solo khô máu lỡ thua nhé. Ví dụ như Hazate cũng là con tướng solo đầu game rất ghê gớm đấy. Mấy bạn chưa biết thì để ý cách chơi nhé. Có chiêu là bắn tướng bình thường bắn lính, còn support nó mà lên ghe thì cấu rỉa nó bằng đòn đánh thường là chủ yếu thôi. Mặc dù Trâm chỉ đứng top 1 Violet Việt Nam nhưng chơi không hay lắm, mấy bạn bét bỏ qua nha. Cấu rỉa hoài chờ tim, mình ganh cái là lúc nào cũng lợi hơn chơi cờ sợ tốn đạn. Xem mình chơi kiểu cấu rỉa nhé. Không phải khó chịu nữa, mà là quá khó chịu khi tầm đánh con này rất xa. Support mình liều mạng quá, lao và trụ hơi sai. Công nhận là AD team bạn thoát chết mấy lần luôn, trận này nó quá hên. Đấy, cứ ép kiểu vậy, dần dần sẽ có được thế trận. Cảm thấy chơi nó dễ dàng hơn, mình không ép họ thì họ sẽ ép mình thôi.
chết nhưng kéo theo được một đứa cũng ngon rồi. Bây giờ thì cứ farm chút đã, có đồ thì mình mới đi săn được chứ bắn mà không ra chín mạng sao đi săn. Ăn con rồng cũng không xong đây. Bắn quả ulti vậy mà không thấu hay sao không ăn được rồng. Cầm xạ thủ thì lúc bị team bạn lùa cũng vừa chạy vừa bắn chứ đừng kiểu chạy về nhà ngủ trước giữa mạng. Họ dí mình về họ về mình quay lại dí. Bởi vì cái tính hơi hổ báo do quen lối chơi Natalia cho nên hiện tại trông thấy bản thân cầm xạ thủ không còn hay như trước nữa. Nhưng mà liều thì thường ăn nhiều hơn. Có support ke cho thì cứ việc mà cấu rỉa, chơi bắn lâu cũng chết, may là nó chơi ta ra hồi máu lại, chứ chơi mấy support khác thì về liên tục. Anh này tưởng bất tử hay sao liều vậy anh? Trên kia team làm hết rồi, nhưng mà trận này cố câu kéo cho lâu để phun đồ xem mạnh không. Trang bị tướng này thì mấy bạn xem mình lên đồ nhé. Xong cái bộ này là cũng là bộ chuẩn nhất cho Violet hiện tại. Nhưng mà để nói trang bị sát thương cao hơn, thì thay song đao thành cung tả ma sẽ hơn do song đao không có cung vật lý. Nên nó chỉ muốn thêm tỷ lệ chí mạng và tốc đánh tốc chạy thôi. Chơi những tướng sốc đêm bằng chiêu như Joker, Violet. Nếu team kia máu mỏng thì mình lên những món có công vật lý để dồn cho mạnh. Còn nếu bên kia tăng đấu sĩ nhiều thì mình nên lên tốc đánh để bắn thường cho nhanh chết nha. Món cuối là phức hợp kiếm để lúc lướt chiêu một xong bắn cái sẽ mạnh hơn. Đã vậy món này có tăng 10% tốc chạy khi bắn trúng nữa cũng hay. Sát thương giờ trả bá rồi chạy gì nữa Diêu ơi. Con AD nó lần nào cũng chạy thoát được cay quá. Trâm sẽ cố lấy ba đường rồi về chứ không win sớm nha. Coi như GC mình lộn cái là chết ngất. Đây là trang bị toàn diện cho tướng này rồi đó. Ngọc Violet muốn ra sát thương cao nhất thì mình dùng bằng ngọc sát thương chí mạng của Ngộ Không nhé. Còn ở ngọc tím thì đặt 8 viên tốc đánh tốc chạy, 2 viên hút máu thôi. Chạy nhanh mới dễ cấu rỉa. Xanh thì mấy viên công vật lý xuyên giáp. Tưởng nó chạy về mình ulti. Hóa ra lao vào luôn, tí chết vì độ khựng.
ăn mạng cho vui chứ Huy làm gì. Có bướm mình không dám lên mà dắt ngáo ngơ lên chết liền. Cuối game thì tốc đánh cũng nhiều rồi nên mình thay giày kiên cường cho khó chết. Đứng xa vậy mà còn dính ulti của nó. Thấy tình hình không ổn lắm, mình kêu khỉ lên đánh cái trụ kia lấy lính siêu cấp. Mà nhìn cái dáng cả thọt là biết trở về tay không. Dậy múa nữa đi, cái team mà có mấy con chói cũng lợi, cuối game đi lẻ là xích cổ liền. Mình lên ăn cái trụ này kẻo thua nhục lắm, nhây nhưng phải an toàn. Bây giờ thì lên vào win thôi. Cảm ơn mọi người đã xem. Ai chưa theo dõi thì cho mình xin một lượt nhé. Cảm ơn ạ.